Chào mừng các bạn đến với ngaytrader.com. Hôm nay thì mình sẽ thông báo nội dung của kênh YouTube Ngày Trader trong thời gian sắp tới. Trước đây thì ở cuối tuần chúng ta sẽ có clip nhận định cho tuần sắp tới này. Mỗi tuần thì mình sẽ tổng kết lệnh giao dịch đã thực hiện trong tuần này. Và mỗi ngày thì mình làm clip nhận định nhanh cho các cặp Forex và crypto chính. Tuy nhiên thì sắp tới thì nội dung của kênh YouTube Ngày Trader sẽ thay đổi một chút, quy củ bài bản hơn, với mong muốn là sẽ mang lại cho các bạn nhiều giá trị hơn, giúp các bạn giao dịch tốt hơn. Thì chúng ta bây giờ sẽ có chương trình chào tuần mới thay thế cho chương trình nhận định tuần. Về bản chất thì vẫn là nhận định các cặp Forex và crypto chính cho tuần giao dịch sắp tới. Tuy nhiên sẽ có thêm phần top 5 các cặp tiền tệ tiềm năng nhất để chờ đợi cơ hội giao dịch cho tuần tiếp theo, theo quan điểm cá nhân của mình. Tiếp theo vào thứ tư lúc 11 giờ sẽ là chương trình nhận định giữa tuần. Chúng ta sẽ xem là trong 2 ngày thứ 2, thứ 3 và đóng nến ngày thứ 4 thì chúng ta đã có những biến động gì trên thị trường và chúng ta cần chú ý điều gì trong hơn 2 ngày còn lại của thị trường. Tiếp theo là chương trình tổng kết lệnh giao dịch sẽ được thực hiện 1 tháng 2 lần vào ngày sau ngày mùng 2 và 16 hàng tháng. Đây sẽ là chương trình tổng kết và phân tích một cách chi tiết các lệnh mà mình đã thực hiện trong tháng và những bài học cần rút ra với bản thân mình cũng như với các bạn. Mỗi ngày vào lúc 11 giờ thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 sẽ là một chương trình mới, đó là Hôm nay chơi gì, sẽ là cung cấp cho các bạn top 3 các cặp tiền tệ mà mình chờ đợi trong ngày để tìm kiếm cơ hội vào lệnh. Và cuối cùng là một chương trình hoàn toàn mới, đó là Trader Vlog. Một tháng mình sẽ cố gắng làm 2 vlog phát sóng vào 20 giờ thứ bảy, sẽ chia sẻ các kiến thức cần thiết cho trader và giúp các bạn giao dịch tốt hơn. Hy vọng là thời gian sắp tới thì mình sẽ cải thiện được bản thân về cả kiến thức lẫn khả năng truyền đạt. Đầu tiên là giúp cho bản thân mình học tập và tiếp theo đấy là sẽ giúp đỡ cho các bạn có thể có một kênh tham khảo để có một góc nhìn khác đi một chút về thị trường và hỗ trợ hệ thống hiện tại của các bạn để giúp các bạn có thể giao dịch tốt hơn. Ok, đây là một clip thông báo ngắn dành cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trong chương trình chào tuần mới. 9 giờ sáng ngày mai trên kênh YouTube Ngày Trader, ngaytrader.com, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.